Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Jeremy chương 47 là lời Đức Chúa Trời dành cho người Philippines. Philippines là vùng đất nằm ở phía tây của Juda, dọc bờ biển Địa Trung Hải. Vùng đất của người Philippines có 5 cổng thành chính. 2 trong 5 thành ấy là Gaza và Ascalon. Jeremy đã nhận được một thông điệp từ Chúa liên quan đến người Philippines trước khi Pharaoh chinh phục Gaza vào năm 609 hoặc 601 trước Công nguyên. Cuộc chinh phục này vẫn chưa xảy ra khi Jeremy đưa ra lời tiên tri này, xem câu 1. Ở chương này, Chúa lấy thành Gaza làm điển hình về sự sụp đổ trong cơn đoán xét mà sau này Chúa sẽ dùng người Ai Cập tấn công. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng Babylon để đoán xét Gaza. Chúa mô tả người Babylon như là nước dâng lên từ phương Bắc, câu 2. Quân Babylon sẽ tràn lấn vùng Philippines. Dân Philippines sẽ bị bắt giữa hai thế lực giao chiến với nhau là Babylon và Ai Cập. Hậu quả là họ sẽ bị hủy diệt. Họ không thể nào giúp đỡ hai đồng minh của mình là Tyre và Sidon, câu 4. Tyre và Sidon đã sai sứ giả đến Jerusalem với nỗ lực hình thành liên minh chống lại Babylon, chương 27, câu 3. Đó là một nỗ lực vô ích vì cơn đoán xét của Đức Chúa Trời đã đổ trên các vua Tyre và Sidon, chương 26, câu 22. Jeremy cảnh báo người Philippines, đặc biệt là thành Gaza và Ascalon rằng họ nên cạo đầu và rạch mình như là dấu hiệu của sự đau buồn, bởi vì họ sắp bị hủy diệt, câu 5. Hai câu cuối của chương, Chúa mô tả tiến trình đoán xét của Ngài như là gươm của Chúa. Jeremy mô tả lòng người Philippines mong đợi gươm rút về trong vỏ. Nhưng gươm không chịu yên nghỉ vì Chúa đã truyền lệnh. Trong chương này, tiên tri Jeremy không nói lý do Đức Chúa Trời đem lại sự tàn phá trên dân Philippines. Trong quá khứ, vua David đã đánh bại người Philippines trong thời trị vì của ông và dân Philippines không còn là mối đe dọa về mặt quân sự đối với Israel. Nhưng Ezechiel lại cho chúng ta thấy một lý do Chúa hủy diệt Philippines. Ezechiel chương 25, câu 15 đến câu 17 có nói rằng mặc dầu rất yếu, nhưng người Philippines luôn tìm cách trả thù dân Juda. Mục tiêu của họ là hủy diệt Juda. Dẫu tại đây, Đức Chúa Trời không bày tỏ về lý do của sự đoán phạt, nhưng Jeremy vẫn tiếp tục trung tín để công bố lời Chúa mà không hề thắc mắc. Có lẽ vì ông tin vào sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ông hiểu rõ về bản tánh của Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: có những thử thách nào Chúa cho phép xảy ra mà bạn không hiểu lý do không? Phân đoạn kinh thánh này khích lệ bạn bước đi ở những chỗ đó như thế nào? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, là Đấng vẫn đang tể trị trên mọi điều, con tin những thử thách mà con và những người thân của con đối diện là dưới sự cho phép của Ngài. Xin Chúa giúp con tin cậy và tiếp tục tìm kiếm ý muốn Chúa ở trong những thử thách thay vì oán trách. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.